Chiều nay, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cùng lãnh đạo các ngành tỉnh đã có buổi làm việc với công ty cổ phần Mekong Smart City thuộc tập đoàn Novaland về dự án quy hoạch cồn Đông Giang thuộc xã Tân Khánh Đông trở thành hòn ngọc Mekong. Theo đề xuất của phía doanh nghiệp, dự án sẽ quy hoạch cồn Đông Giang và khu đất tiếp giáp sông Tiền thuộc xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc trở thành khu đô thị du lịch tổng hợp, kết hợp giáo dục và sức khỏe quốc tế gồm 3 phân khu: khu đô thị du lịch kết hợp nghỉ dưỡng sinh thái, khu đô thị thể thao giải trí kết hợp chăm sóc sức khỏe trị liệu và đô thị giáo dục đào tạo. Tổng diện tích quy hoạch dự kiến là trên 1.200 hecta với rất nhiều dịch vụ và tiện ích như resort, villa nổi cao cấp, sân golf, quảng trường, bến tàu du lịch quốc tế, khu sản xuất nước hoa và hoa khô, farm stay, công viên sinh thái mặt nước, bãi biển nhân tạo, nhà hàng, chợ nổi, bệnh viện, khu dưỡng lão cao cấp, đường sách. Các hợp phần này lấy ý tưởng xây dựng quy hoạch dựa trên cảm hứng từ nét tương đồng với một số đô thị lớn ở Hà Lan, Singapore, Thái Lan. Đơn vị tư vấn cho biết, sau khi hoàn tất các thủ tục, sẽ tiến hành phân kỳ đầu tư từng giai đoạn trong dự án để đẩy nhanh tiến độ.